Tuấn Gia Pan xin chào tất cả em tin đồn ở Nhật Bản. Đây Tuấn Gia Pan này về hàng và Tuấn Gia Pan xin luôn. Đó. Sản phẩm luôn luôn là đi đường hàng không. Về thì sản phẩm nó đảm bảo hơn, chất lượng cao hơn. Hàng được tuyển lượng kỹ càng hơn. Đây cái sản phẩm Panasonic EP-MA 38, cái màu này là màu có một anh khách hàng ở trong Sài Gòn này anh rất thích. Đó. Đợt trước anh cứ hỏi cái con màu lâu của họ. Con chân gọn này. Đó. Nhưng mà khi trước khi test trực tiếp Tuấn Gia Pan sẽ đưa camera gần hơn để cho anh chị em xem được cái da khi mà Tuấn Gia Pan về là chưa vệ sinh nhá. Đó, chưa vệ sinh nó đã đẹp như này rồi. Đó, khi mà anh chị em mà nhìn thật ấy thì nó đẹp. Đây là Panasonic EP-MA 38M. Đó. Rất là đẹp. Và đây nữa là nó gọn này như này. Đó, đây. Cái chân này, đó, khi mà mình ngồi mình đạp ra. Đấy, Tuấn Gia Pan chưa vệ sinh này, đấy, mà nó đã đẹp thế này rồi. Về mình hàng tuyển chọn là ngay bên Nhật Bản. Đấy. Đây, sau khi qua sơ vạch. Đây. Vào cái này. Anh chị em để ý này nhá, Panasonic EP-MA 38 này. 38M này. Đấy, điện 100V này, tần số 5 và 60Hz. 145W này, cả sưởi này. Đó. Và đây là mã và mã vạch của nó đây. Room gần này. 22 tháng 7 năm 2019. Đát rất cao. Đó. Đây là chìa khóa điện. Ok, mở ra, ok. Đó. Đát rất cao. 22 tháng 7 năm 2019. Và đây là camera ra kia đi. Tuấn Gia Pan test luôn. Đây đây đây, trong này nó cái lỉ này. Lỉ này rất là mới này. Đó. Đi vệ sinh đi là rất là đẹp. Đây, cái gì phần lưng chân, động cơ lưng chân. Đấy. Cái hàng mà bình zin xịn hay không ấy, mình test này, nếu mà nó không vấn đề gì thì mình không bao giờ mình phải bỏ ra, mình tháo tung cả con ghế ra cả. Tại vì bên trong này là nó là hàng ghế nó rất là kín. Trừ trường hợp những ghế mà gọi là hàng bãi, hàng nghĩa địa, người ta lém ra bãi rác ngoài nắng mưa ngoài trời ấy, thì để nó vụn bẩm mưa gió bão bùng chuột bọ nó đục quét chui vào trong thì các shop đa phần nhé, thì các shop mới phải bỏ bên trong máy ra để kiểm tra kỹ càng những đường dây điện, đường van ống hơi để làm sao có chuột bọ cắn không. Chứ còn khi mà cái hàng của Tuấn Gia Pan nó khác biệt nhé, là như này,
về là hàng của Tuấn là ra ban là đấu giá, mua trực tiếp đấu giá và trực tiếp tại các trung tâm thương mại đồ cũ bên Nhật Bản, đi người đi lựa chọn, nên cái đầu vào đã được tuyển chọn rồi. Nên Tuấn ra ban về, về làm sao chỉ test nên là để sao trong quá trình vận chuyển mà đi đường hàng không thì nó là rất là an tâm rồi. Nên cái đặc sản của Tuấn ra ban thì khác hết mọi số khác là như thế, là về Tuấn ra ban khui ngay test ngay cho anh chị em xem đó. Tại vì đa phần là các shop bán cái hàng mà đời thấp thì người ta đánh lô đánh thận vãi về, đánh hình nghĩa địa về thì người ta phải bảo quản bảo trì bông má rồi đổi thì người ta tháo tung ra cái cơ hội để cho anh chị em khách hàng xem được cái bên trong cái chất con ghế nhận là như nào. Dù rằng nó là ghế bãi hay gì thì nó cũng làm cái chất lượng rất tốt của nội địa Nhật Bản. Nhưng tôi các bạn thì chỉ có khuyên anh chị em là mình đầu tư một cái ghế massage thì mình phải tìm hiểu cái shop bán, người ta nói chính trị đấy nhưng có thực tế là chính trị hay không đấy. Hàng người ta làm sao mà người ta bỏ ra bung hết ra được, tại vì bung hết ra là những cái đường những cái thợ và nhất là lại không kinh nghiệm đấy, những cái đường bó dây dẫn túi khí dây hơi rồi là dây điện vào những chỗ gập lên bẻ lên bẻ xuống nhiều ấy, mà không biết lại căng quá hoặc là trùng quá cũng không được, mà nút thắt ở chỗ nào, dây lạc ở chỗ nào thì người Nhật là thật sự từ cái dây lạc là người ta tính toán những cái điểm để thiết lạc chật lỏng như thế nào, đó là cái kỹ thuật, cái kỹ năng người ta đổ, người ta tính toán rất là tỉ mỉ chứ không phải là chỉ dựa theo kinh nghiệm không đó. Đặc biệt là cái dòng ghế này là trượt trên lỏng ghế ra nên nó cái diện tích thì nó không mất nhiều đó. Đây Tuấn Gia Bang đang test cái độ ngả ghế này, dựng ghế này. Đây có tự vào có tất ba bài cơ bản này, và có từng cái bài cơ bản thì lại có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cái bài nhỏ. Đấy, cái mình bấm vào bài thì nó đang dò tìm được ạ. Cái dòng ghế này thì rất phù hợp với cái nhà nào không gian nhỏ. Đấy, mình để ở phòng khách, có thể phòng khách phòng ngủ được, để mình xem tivi như một cái ghế sofa luôn. Mà những cái này thì đúng là nó vẫn là rất là đầy đủ cái tính năng đấy, mà đánh rất là tốt trong cái tầm tiền này, là nó nói chung là rất là sảng khoái luôn. Có cả túi khí bông đó. Có lăn thì chạy của người Nhật chúng ta tính toán có lăn ấy thì nó không phải là quá êm ái quá nhưng mà cũng không quá cứng, đó mới là cái khó. Cho em quá thì người ta làm cái mủ cao su thì nó như cái bún ấy, thì lại không có tác dụng, mà cứng quá như của Trung Quốc thì lại đau lưng đấy. Thế thì cái người Nhật là người ta tính toán cái con lăn làm sao người ta là phù hợp để vào cái vị trí hiện đạo, vào cái lưng con người mình nó một cái độ gọi là vừa phải để làm sao nó trị liệu tốt, nó giúp cho mình cải thiện sức khỏe, khi mà mất ngủ này thì lưu thông khí huyết hơn này đó, những cái gan bàn chân thì những cái huyệt đạo gan bàn chân thì nó có những cái đời chưa lăn thì nó có thiết kế là cái vấu bi ép cái khí lên và những cái huyệt đạo đó. Còn những đời về sau này cao cấp hơn thì có gan bàn chân thì nó hiệu quả cao hơn.
Nhưng mà để mà anh chị em dùng những cái đời ghế mà bi đập mặt chân này là đã rất là tốt rồi. Nhưng Tuấn Japan chỉ nhắc lại anh chị em là lên tìm hiểu cái ghế mà cái shop người ta bán uy tín chi xịn, chứ còn người ta cứ nói không nói gió nói gọi là kinh nghiệm rồi là bán 5 năm 7 năm 10 năm gì đó, nhưng mà vấn đề là Tuấn Japan là con người dân kỹ thuật đã từng làm những học bách khoa và từng làm những kho lạnh rồi là nhà điều hòa trung tâm rồi là những cái xưởng lạnh máy kem máy đá, nên Tuấn Japan biết được những cái kỹ thuật về cơ bản làm mát rất nhanh. Thế còn đôi khi là những cái bạn mà bạn ấy chỉ là kinh doanh thông thường ấy, thì người ta cũng là người do rất giỏi, nhưng mà người ta khi người ta nói nó bị quá đấy thì anh chị em phải lưu ý. Cái sản phẩm này Panasonic EP38, anh chị em mà có nhu cầu cái phù hợp với để cái gia đình mình thì hãy liên hệ với Tuấn Japan theo số điện thoại 0929 75 6888 và 0913320614, kết bạn Zalo. Đấy, anh chị em phải kết bạn Zalo để Tuấn Japan gửi hình chi tiết, có thể là tư vấn nó được sâu hơn, chứ đâu đó là Tuấn Japan biết được cái vài cái shop mà cứ gọi là nhờ và anh chị em gọi điện cũng Zalo, nhưng mà Tuấn Đức Ban thấy một người khách hàng mà muốn đi mua hàng mà khi để kết bạn Zalo thì không kết bạn Zalo, gọi điện thì giấu mặt, thì và Tuấn Đức Ban cũng biết một vài cái shop cho người thăm dò giá cả như thế, thì Tuấn Đức Ban nghĩ là mất thời gian, mình kinh doanh mình cứ mua bao nhiêu về mình lãi suất một chút là được, gì phải thăm hỏi dò dẻ mất thời gian. Rồi anh em nhớ like, chia sẻ, đăng ký kênh để những sản phẩm tốt mà anh chị em cần dùng thì anh chị em biết được đến cái địa chỉ giá bán di xị, khẳng định với Tuấn với mọi người là Tuấn Tập An luôn luôn bán cái hàng di xị mà có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng từ Nhật về đó. Anh chị em nhớ ủng hộ Tuấn Tập An. Xin chào tất cả anh em.